ở phần hướng dẫn và giải thích cái sự chênh lệch, sự khác nhau giữa cái bảng tổng hợp chi phí dựng và bảng dự thầu, hoặc có một số người gọi là chênh lệch giữa tổng hợp kinh phí và dự thầu, tôi tạm gọi là cái sự chênh lệch giữa sự, bảng tổng hợp chi phí dựng và bảng dự thầu, cũng như là cái cách cái cách để mà sử dụng phần mềm dự toán G8 để mà cho cái hai cái bảng tổng hợp chi phí dựng và dự thầu nó bằng nhau gần như tuyệt đối. Bây giờ giả thiết rằng tôi có một công tác là mã AE như thế này. Với một công tác như này thì bây giờ chúng ta chuyển sang bên sheet bên bảng tổng hợp chi phí dựng. Đây, tổng hợp chi phí dựng. Thì cái chi phí dựng cho cái công trình nhỏ này là 435.884 đồng. Đấy, chúng ta bôi đỏ để chúng ta dễ quan sát. 435.884. Chúng ta chuyển qua bên dự thầu. Thì con số của chúng ta cũng là 435.884 đồng. Đấy, hai con số này, 435.884, đây cũng là 435.884 là bằng nhau. Rồi. Bây giờ chúng ta đặt trong một số trường hợp do cái lỗi in ấn hoặc là do các cái nguyên nhân khác mà các cái bộ sách do sách về đơn giá xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa vân vân của tỉnh họ ban hành có những cái sự sơ suất, ví dụ như là lỗi chế bản hay là trong quá trình in ấn chẳng hạn, mà các quyển sách về xây dựng, lắp đặt, khảo sát đó ban hành giá không phải đúng như giá thực chất của nó là 206.084 đồng này, mà giá nó giả sử như 457.000 đấy, 300 đồng, hoặc là cái giá của nhân công hoặc là giá của máy thi công có thể bị sai lệch đi, không đúng bản chất của nó chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta chuyển sang bên tổng hợp chi phí dựng xem thế nào. Bây giờ cái chi phí dựng là cái thành tổng tiền tiền của nó là 752.685 đồng ở đây. Trong khi ở bên chiết tính thì cái chi phí dựng, cái chi phí đấu thầu vẫn là 435.000, không thay đổi so với trước. Tại sao vậy? Đấy. Tại vì cái nguyên nhân chính là cái cột NOP, chính là cột đơn giá vật liệu, nhân công và máy thi công đây được lấy trực tiếp giống hệt các cái cột đơn giá vật liệu, nhân công, máy thi công trong các cái bộ sách xây dựng, lắp đặt, khảo sát của tỉnh. Mà nếu như cái bộ sách đó mà có sự sơ suất sai sót thì cái con số này sai, thì cái bên này sẽ bị lệch so với cả cái bên này. Vậy giải pháp đưa ra là gì? Trong phần mềm dự toán G8 ở bên trong sheet tổng hợp kinh phí hạng mục đây, dưới cùng của nó có một cái lựa chọn đó là vật tư, theo tổng hợp vật tư chúng ta tích vào đây. Thì bây giờ cái chi phí dựng đã trở về đúng cái vị trí nguyên cũ của nó là 435.884 đồng, bằng đúng với cả bên này 435.884 đồng ở đây. Việc chúng ta tích vào cái ô là vật tư theo tổng vật tư ở đây. Đấy, chính là chúng ta đã tính toán chi phí dựng cho một công trình là dựa đúng theo thông tư 18 2008 do Bộ Xây dựng ban hành. Chúng ta trở lại cái thông tư 18 đây. Đây là thông tư số 18 2008 do Bộ Xây dựng ban hành ngày mùng 6 tháng 10 năm 2008. Thông tư này là thông tư mới và vừa bổ sung vừa thay thế cho cái thông tư cũ là thông tư 05/2007 cũng do Bộ Xây dựng ban hành. Đấy. Trong thông tư này thì họ yêu cầu những cái bảng sau. Thứ nhất là bảng tổng hợp, bảng phân tích vật liệu, nhân công, máy thi công cho các công tác có trong một công trình. Bảng này yêu cầu như sau là Bộ Xây dựng yêu cầu là tất cả các công tác trong một công trình phải liệt kê ra. Công tác 1 này, công tác 2, vân vân. Trong công tác 1 phải liệt kê ra vật liệu gồm những gì, ví dụ như cát, gạch, nước, xi măng vân vân, rồi nhân công là cái gì, liệt kê ở đây. Và máy trộn, các loại máy vận liệt kê ở đây. Kèm theo cái hao phí định mức của nó. Đấy, cũng như là cái khối lượng của vật liệu, nhân công và máy thi công. Đấy, cho cái N khối công tác đơn vị công tác ở đây. Chúng ta chuyển sang bên phần mềm thì chúng ta nhìn hình dung sẽ dễ hơn. Chúng ta chuyển sang bên sheet hao phí vật tư. Đây. Với công tác xây đá hộc, xây móng như thế này thì G8 đã liệt kê ra chúng ta theo định mức về vật liệu,
về nhân công. Và nếu các công tác khác có máy thì sẽ kê máy ở phía dưới này. Thì hao phí mức của nó đã thể hiện ở 3 cột như thế này. Vật liệu thể hiện ở cột này, nhân công ở cột này và máy thi công ở cột này. Ba con số này, ba cột này lấy đâu ra? Chính là lấy trong các cái bộ sách về định mức của bộ dựng, cụ thể là cột này, định mức vật liệu lấy ở định mức số 176/2007 bộ dựng vận hành. Nhân công này cũng lấy ở định mức 176 và máy này cũng vậy. Và cái khối lượng này tính như thế nào? Nó bằng cái tổng khối lượng này, N khối lượng này mà nhân với cả định mức cho một đơn vị công tác ở đây thì ra cột này. Như vậy cột này thì bằng khối lượng này nhân cột này. Tương tự như vậy cột này thì sẽ bằng là khối lượng này mà nhân với cả cột này thì ra con số này. Và tương tự nếu có máy thi công thì cái máy ở đây sẽ bằng là cái máy ở định mức này nhân với cả cái khối lượng N này. Đấy. Các con số này lấy từ định mức 176 bộ dựng vận hành hoặc các định mức do bộ dựng hoặc các cái bộ khác vận hành là tin cậy được. Bởi vì đây là cấp cao nhất và chúng ta tuyệt đối tin cậy. Như vậy cái việc lấy cột này nhân con số này thì ra cột này, chúng ta tin cậy ở cột này. Bởi vì ví dụ chúng ta nhìn ở G8, cái con số 89,46 này thì được thể hiện công thức là E6 nhân F10 đây. Chúng ta thể hiện nhìn công thức ở đây. E6 chính là cái ô này và F10 chúng ta chuyển ở đây chính là cái đơn giá của xi măng ở đây. À, cái định mức của xi măng ở đây thì ra được cái tổng khối lượng xi măng dùng như cả công trình chỗ này, chỗ cả công tác này ở chỗ này. Đấy. Tiếp theo, trong thông tư số 18, bảng 2.2, đấy, bộ xây dựng yêu cầu chúng ta là phải tính thể hiện ra được tất cả các loại vật liệu có dùng trong công trình. Ví dụ xi măng, cát, đá, sắt, thép, rồi nhân công bậc 3/7, bậc 3.5/7 hoặc là máy thì liệt kê hết ra đây. Phải thể hiện được cái tổng khối lượng dùng vật tư trong cả công trình. Ví dụ như là cát mịn ở đây, cả công trình hết bao nhiêu chúng ta điền vào đây. Đồng thời chúng ta thể hiện giá ở đây và cái thành tiền thì bằng cái khối lượng này. Đấy, khối lượng này mà nhân với giá này thì chúng ta thể hiện ở đây. Cái cột 5 này, chúng ta để ý cột 5 này, khối lượng này thì bộ xây dựng có hướng dẫn chúng ta cột số 5 này thì bằng cột số 9 hoặc cột số 10 hoặc cột số 11 cộng lại ở bảng phụ lục số 2.1, tức là cái bảng phía trên mà chúng ta vừa khảo sát đây. Nghĩa là gì? Nghĩa là cột số 5 khối lượng đó bằng hoặc là cột số 9 này cộng lại hoặc là cột số 10 cộng lại hoặc cột số 11 cộng lại theo đúng chủng loại vật tư cộng lại với nhau. Như vừa rồi tôi đã cố gắng để chứng minh rằng là cái cột số 3 cột vật liệu công máy này phụ thuộc hoàn toàn vào cái định mức của bộ xây dựng vận hành. Vậy 3 cột này là tin cậy được. Bởi vì đơn giản nó lấy từ khối lượng chúng ta đưa vào mà nhân với cả hao phí mức bộ xây dựng vận hành thì ra được cột này. Thì như vậy cột này hoàn toàn tin cậy được. Nếu 3 cột này tin cậy được thì việc tính tổng của nó để đưa ra cái khối lượng ở cột số 5 này cũng là tin cậy được. Bởi vì đơn giản là phép cộng. Tiếp theo cột 5 nhân cột 6 thì ra cột 7 ở đây, ra thành tiền đây. Thì các con số ở bên thế này sẽ tin cậy được. Và tổng vật liệu ở đây sẽ bằng sum của tất cả các đám này, tin cậy được. Chúng ta nhìn tương tự như vậy, cái quá trình này ở bên phần mềm. Chúng ta chuyển sang bảng tổng vật tư. Trong bảng này chúng ta chọn cái bảng giá hiện trường rút gọn. Thì khối lượng ở đây và theo giá ở đây. Khối lượng này lấy hoàn toàn tính toán dựa theo định mức bộ dựng vận hành. Giá này là chúng ta lấy trực tiếp từ cái bảng giá thông báo vật liệu hoặc nhân công hoặc máy mà chúng ta đã nhập ở đây. Cộng thêm, nếu vật liệu thì chúng ta cộng thêm cái cước vận chuyển cơ giới và cước vận chuyển bộ chúng ta đưa vào thì đưa sang bảng này. Cái này tin cậy được theo thông tư, theo định mức của bộ xây dựng. Cái này do chúng ta tự quyết định cái giá của chúng ta. Thì thành tiền cột này bằng cột này nhân cột này. Vậy thì tất cả các con số ở đây sẽ tin cậy được. Và tổng của chúng sẽ bằng con số là tổng chi phí vật liệu dùng cho cả công trình là 206.084 đồng này là tin cậy được. Tương tự như vậy cho máy thi công thì cái con số tổng chi phí máy thi công này cũng là tin cậy được. Tiếp theo ở bảng phụ lục số 2.3 đấy, cũng vẫn là thông tư số 18 do bộ xây dựng ban hành thì họ yêu cầu là lấy cái chi phí vật liệu nhân công máy thi công này để làm nòng cốt để tính tiếp cái chi phí xây dựng cuối cùng cho cả công trình, cụ thể như sau. Ví dụ như là chi phí trực tiếp khác thì bằng 1,5% của vật liệu nhân công và máy thi công. Vậy thì cái trực tiếp khác này phụ thuộc trực tiếp vào vật liệu công máy thi công. Tương tự như vậy, nếu chi phí chung ký hiệu là C cũng bằng là T nhân tỷ lệ ví dụ 5-6% gì đó là nó cũng phụ thuộc vào vật liệu nhân công máy thi công ở phía trên. Và thực tế cuối cùng đến chi phí cuối cùng là chi phí xây dựng cuối cùng này cũng chỉ phụ thuộc vào ba đại lượng vật liệu
nhân công và máy thi công ở đây thôi. Ở bảng này, cái vật liệu nhân công máy thi công thì Bộ Xây dựng nói rằng là lấy từ bảng 2.2, chúng ta khảo sát 2.2 đã rồi, chúng ta kiểm tra rồi đây. Tức là Bộ Xây dựng ý nói là lấy cái vật liệu ở đây, nhân công ở đây và máy thi công ở đây. Mà các con số này tôi vừa chứng minh và tôi vừa cố gắng để chứng minh cho mọi người thấy rằng là nó phụ thuộc hoàn toàn vào định mức của Bộ Xây dựng và tin cậy chính xác hoàn toàn. Đấy. Như vậy ba con số này chính xác hoàn toàn thì sẽ dẫn tới con số này. Tức là cái chi phí dựng cho cả một công trình từ lúc bắt đầu khởi công đến lúc mà bàn giao công trình cho chủ đầu tư, nguyên chi phí xây dựng không thì là chính xác hoàn toàn. Tôi đặt một tình huống khác, nếu như mà chi phí vật liệu nhân công máy này vì một lý do nào đó mà bị sai, hoặc cái này sai, hoặc cái này sai, hoặc cái này sai, hoặc cả ba con này sai, thì tất nhiên dẫn tới yếu tố tất nhiên là cái con số này sẽ bị sai. Đấy. Bây giờ chúng ta khảo sát lại một thông tư nữa, là thông tư số 05/2007 Bộ Xây dựng ban hành. Đây. Và đây là thông tư số 05/2007 cũ. Bộ Xây dựng ban hành như sau, chúng ta xem. Đây. Đây cũng là bảng tổng hợp dự toán chi phí dựng. Và Bộ Xây dựng cũng yêu cầu lấy vật liệu, nhân công và máy thi công làm nòng cốt để mà tính ra cái chi phí khác ở đây. Và cuối cùng ra được tổng chi phí dựng ở đây. Về bản chất thì cách tính giống nhau. Khác nhau điểm duy nhất là gì? Chi phí vật liệu hoặc nhân công hoặc máy thì tính như sau. Tôi lấy ví dụ như vật liệu thì bằng sigma của Q, G mà nhân với cả DG. Và Q là gì? D là gì? Q là khối lượng của các công tác. Thì tương ứng với bên phần mềm chính là cái cột khối lượng này. Khối lượng này. Đấy. Còn D, D là gì? D là chính là đơn giá vật liệu, nhân công và máy thi công. Trong đơn giá, trong các cái bộ sách về đơn giá chính là các cái cột này. Như tôi vừa giả thiết và tôi vừa chỉ ra rằng là nếu trường hợp mà các cái bộ sách đơn giá về xây dựng, lắp đặt khảo sát, sửa chữa vân vân do các tỉnh ban hành vì một lý do chế bản hoặc lý do đó khác mà nó bị sai đi thì dẫn tới con số này sai. Con số này sai, con số ba con số này sai, hoặc mà một trong ba con số này, hoặc cả ba con số này sai thì sẽ dẫn tới cái đại lượng ở đây, là cái đại lượng D ở đây sẽ sai. D ở đây sai, dù Q có đúng thì D nhân Q chắc chắn ra vật liệu ở đây sẽ phải là sai. Tương tự như vậy nhân công ở đây, nếu như mà Q ở đây đúng, D ở đây sai thì chắc chắn là nhân công ở đây sẽ sai. Tương tự như vậy thì một trong ba cái vật liệu nhân công máy này tính theo cách đó có thể dẫn tới sai. Thì một trong ba con này sai hoặc cả ba con này sai thì chắc chắn dẫn tới cái chi phí dựng này sẽ sai. Đấy. Như vậy vừa rồi giải thích với các bạn để mà chứng minh rằng hai thông tư mặc dù cách tính toán khá giống nhau nhưng chỉ khác nhau mỗi một chút là lấy từ bảng 2.2, còn một cái là tính từ đơn giá trong các bộ sách đơn giá và nhân với khối lượng sẽ dẫn tới cái giống như chúng ta nhìn ở đây, cái tổng vật liệu ở đây sẽ khác với cả cái tổng vật liệu ở phía dưới này. Đấy. Chính vì thế mà thông tư 18 là thông tư mới và nó họ yêu cầu là phải tính cái chi phí vật liệu này. Đây con số này. Chi phí nhân công này. Và tương tự như vậy là chi phí máy thi công. Chi phí máy thi công là phải tính theo định mức và tính theo từ định mức và lấy từ cái bảng tổng hợp vật tư từ con số này, từ con số này để đưa sang hai con số đây và đây. Tương tự như vậy với cả máy thi công. Thì trong trường hợp này mới đảm bảo được cái độ tin cậy, để tránh cái tình trạng là trong một số trường hợp là những cái đơn giá này ban hành có sự sơ suất và có sự sai sót. Đấy. Như vậy kết luận lại rằng với G8 thì đơn giản là chúng ta chỉ tích vào cái vật tư theo tổng vật tư này thì sẽ tránh được cái tình trạng là cái bảng tổng hợp chi phí dựng con số ở đây sẽ lệch với con số ở đây. Và cái này hoàn toàn là tuân thủ theo cái thông tư số 18 năm 2008 do Bộ Xây dựng ban hành. Cái phần mà hướng dẫn và giải thích tại sao cái nguyên nhân mà chênh giữa bảng tổng hợp chi phí dựng ở đây và bảng dự thầu thì tôi xin tạm thời kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi.